Rồi, chiến thần đi nơi rồi. Ui ui ui. Đây. Đúng là ông này không mất đi cái chức danh delay được. Bây giờ mình đang nhìn không có hỏi bọn đen bỏ thì bây giờ 1 tiếng 15 phút nữa bay thì bây giờ máy bay chưa xuống nên nó bảo tao không chịu. Tao không biết là tao đang đứng nhìn thì nó cứ này. Chưa có một cái nào luôn. Có mỗi như có mỗi cái của Africa hay sao ấy. Còn toàn ly nhà ở đây thôi. Anh được bảo ấy vì ông này mà đốt vía. Xuống kia nhảy, anh xuống dưới nhà, xuống dưới kia anh đốt cho cái giấy xong nhảy qua nhá. Cứ đùa Linh nhỉ, anh đến đại em rồi đi. Tiếng đồ nó bay mà bây giờ chưa hạ cánh, chưa trả khách, chưa bốc hàng lên thì nào nào bị delay một tiếng thôi. Đấy này mình cũng đến Linh rồi. Chiến thần delay của các bạn vẫn giữ vững vị trí là chiến thần delay chứ chưa không ai cướp đi được. Anh đốt suốt đi, anh đốt cả bằng ấy luôn, cả giấy cả than hoa luôn, như phải đốt đấy đâu, thế mà không được. Mình thật ra bây giờ đến hạ Quang Ninh rồi đấy. Hạ thật sự rồi đấy. Mình cũng không biết là có bị delay không, nhưng mà còn 1 tiếng 15 phút nữa là máy bay cất cánh, là đúng giờ máy bay cất cánh. Bây giờ máy bay đi chưa hạ cánh xuống đây để trả khách và bốc xếp hàng lên thì chắc chắn là delay rồi. Nhưng có thể là chắc là đi nay khoảng tầm mất khoảng tầm chiều đi, chắc mất mấy tiếng. Anh phải lấy mấy vợ thì mới hết delay được chứ, lấy một vợ vẫn delay. Lấy mấy vợ ấy. Đốt ác luôn đi. Đốt mạnh rồi mà chưa ấy được. Cả lăng này bị đi đây rồi. Máy bay Ethiopia bây giờ chưa hạ cánh, 1 tiếng 15 phút nữa đi mà bây giờ máy bay Ethiopia chưa hạ cánh, chưa trả người, chưa bốc người lên thì đi kiểu gì? Thì ông Linh thì đúng là không ai đốt át được cái vía của ông ấy rồi. Anh bảo ấy, anh bảo xem là đây đi với Hoan đấy rồi tính cả. Anh gọi Hoan đấy. Hoan à? Hoan gọi rồi nhưng mà Hoan rồi, ok ok. Xong anh đây chờ anh em xong. Đi cùng Hoàng mà. Nói chung là cái vía của Linh thì không ai át được. Át làm sao được. Hôm qua đi là xem giờ rất cẩn thận lắm rồi đi. Qua đi xem giờ rất kể mượn thầy mượn thợ lên mạng xem online các kiểu luôn. Không đỡ được rồi các bạn ơi. Ta
Đăng Ninh mua cho cái máy bay riêng thì mình cứ bay giờ là bay thì không bị đi đây thì. Mặt buồn lắm. Anh Hoan ơi. Anh Hoan, em nhờ tí. Anh Hòa đi đến trước thì bọn em ở đây chờ. Đi xong không mọi người lại chờ. Em xuống em tắt xe cái. Không bé đồ về rồi luôn. Hả dạ? Đồ về chưa? Hà đi. Hà đi. Máy bay chưa hả? Máy bay đã hạ đâu? Chưa bay được, máy bay còn chưa hạ cánh để đón, để trả khách, đón khách thì làm sao mà bay được? Bình thường nhưng mà chở mọi người lên trên sân bay là mọi người vào check-in là về được, nhưng mà riêng chở Linh lên sân bay là khi nào máy bay phải lăn bánh cất cánh thì bắt đầu anh em mới về được, chứ không lại bị gọi lại. Linh thì mua một mình một cái máy bay chứ cần gì thì mới hết đi nơi được, chứ không đi nơi ngay. Mình thì không biết là gì vậy, là chiến thần đi nơi rồi, không cái tên gì nó khác hơn nữa để đặt chứ. Ui dồi, đốt nhiều lắm rồi, đốt cháy mất mấy đống rơm vía rồi mà vẫn chưa hết được. Linh số đỏ. Mình gặp đúng một nhà thơ gì? Số đỏ của gì nhỉ? Vũ Trọng Phụng à? Giờ này còn chưa bay được đây này, máy bay chưa hạ cánh đây này, còn lang thang ở sân bay, mấy anh em đang lang thang ở sân bay này. Là phải mất mấy tiếng thôi, chắc chậm trễ thì mất mấy tiếng thôi chứ cũng không ấy đâu, chắc chậm mất mấy tiếng ấy. Linh này về em ơi. Ừ, anh đốt hết mấy bao than này, nhảy qua nhảy lại, nhảy như vừa mấy bà ngày xưa đi chợ ấy, vào quê mình đi chợ đốt vía ấy. Nhảy rách cả đống quần luôn mình. Nhưng đi máy bay giờ không chơi đi với Ninh nữa, đi Ninh nhọc lắm, không chơi luôn. Người mượn thầy cúng thật cao tay thì bây giờ.
chán lắm. Người ta tiến người ra sân bay chỉ có gọi là check in xong cái là người ta về tới đây. Tiến em ra sân bay này cứ phải chờ cho máy bay cất cánh, lăn bánh thì mới dám về. Đi mình lại buồn thì sợ lạc nên là phải rủ anh em về cùng chứ. Có anh em đi cùng, đi đây thì cũng phải đi cùng chứ. Không cho về mình được lạc đường chết. Ối người khóc. Anh ơi. Ơi. Bây giờ này nhá, em Minh Hoan. Ừ. Đi trước em rồi nói với cả Linh rồi. Ừ. Bây giờ cho anh Cường kia, anh Ngọc anh đang đợi rồi đó. Ừ. Anh em sẽ lại đấy xong tí nữa xong anh chở giải quyết luôn. Ừ. Anh chở giải quyết mấy em đấy luôn, anh chở luôn. Ok. Hả? Hả? Minh chắc phải mất mấy tiếng nữa. Một giờ hôm qua lại đi, hôm qua một giờ bắt đầu mới xuất phát lên đây 8-9 giờ đêm à. Đấy, làm gì đi lại trên đường, đi thường xuyên là đi luôn là ai đi gì thì cho nó lo lắm. À, tí đấy rồi xong đi xong đây cả rồi mà. Ninh chắc là đi thêm mấy tiếng. Chắc là cả ông gái cả người cả quý cứ quyết bốn anh em về luôn. Dương Linh để cho lấy hai vợ luôn nhưng mà một vợ. Lấy hai vợ thì hết đi đây được. Một vợ vẫn đi đây. Để đi ra nhá. Để đi ra. Chắc là phải mua cái máy bay riêng. Đi nơi chắc là chậm mất mấy tiếng thôi, 3-4 tiếng gì đấy. Chờ máy bay hạ cánh nhá. Anh uy tín làm sao mà đi đây được. Alo. Ủa anh đây rồi.